Long để sự phục vụ tất cả mọi người. Kỹ năng của mình ở những nơi xa lạ. Liệu Pudding có thể mang đến một bản thân hoàn thiện cho vòng thi chung kết này hay không? Những người anh em, những người bạn tuyệt vời có thể giúp Pudding tìm lại chính con người của mình trong từng lĩnh vực mà họ đã cùng tập luyện gian khó với nhau hay không? Tất cả mọi người hãy cùng đón xem. Don't want to die, so away. Now it's a
Oh,